Nhỏ xinh xinh ở trên đang chào các bạn yêu lan trên toàn thế giới nhé. May thì giới thiệu với các bạn một cái vườn nhỏ xinh nhưng mà rất là chất lượng. Chất lượng ở con giống thôi. Tất nhiên là sẽ có những bạn mà chỉ chơi thân lá kiểu đam mê sẽ chửi vào loại này là không phải là chơi lan mà cái này là kinh doanh lan này. Nhưng mà thôi tùy các bạn. Đấy là ông chủ vườn này. Chào bạn nhé. Chào tất cả mọi người nhé. Bạn tên là gì nhỉ? Em tên là Trung ạ. Trung. Vâng. Đây là địa chỉ ở đâu em nhỉ? Em ở 125 Trần Khắc Trân anh ạ. 125 Trần Khắc Trân. Vâng. Nhà ở Trần Khắc Trân. Này vừa làm kinh doanh phụ tùng ô tô. Giờ lại có vườn lan. Nên là quá tuyệt vời rồi. Thế là con giống này, lan này chắc là lấy từ phụ tùng ô tô mà ra đây. Đúng không? Vâng, phụ tùng ô tô. Lắm may nhập được ít hàng, hàng không nhập được về là quay ra anh em, quay ra xe sở ra trồng lan đấy nhỉ? Quay ra trồng lan. Vâng, cũng trồng lan. Đây có 4 giò này, 5 giò, 9 giò, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Trên cái mặt sạp này có 17 chậu. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tổng cộng ở đây có 27 chậu lan. À quên, còn một cái chậu dưới kia nữa này. Á hậu nữa. 27 chậu thì có bao nhiêu loại giống này em? Có khoảng 7 loại nhỉ. 7 loại. Là gồm có Á hậu. Đây là hồng á hậu này. Vâng, bạch tuyết. Ủa, cái này cũng phải tầm khoảng 18 sen đấy nhỉ? Vâng, 18 sen đấy nhỉ. Canh qua. Mới tách à? Vâng. Mới tách. Đây dễ bắt đầu nhú ra này. Có một cái dài hơn chút, còn bên này đang nhú răng các bạn. Thì với tôi ấy, thì những cái loại rễ như thế này hoặc nó dài hơn một tí là tôi thích nhất. Chứ còn nếu mà những cái loại mà rễ nó có dài nó ngoan đấy. Đúng rồi, những cái loại rễ mà nó dài như này ấy, là trồng khó hơn nhiều so với cái loại này các bạn. Vì nếu mà mình xử lý không khéo ấy, dễ xử lý không khéo thì cái rễ này nó sẽ bị thối. Vâng. Hoặc là cái đầu non này này, khi mà mình ấy không khéo thì nó sẽ bị xước ở đây, nó thối ngược lên, nó tổn thương. Cho nên cái loại mà ngắn như thế này ấy, thì tưởng như là chăm vất nhưng mà nó lại không, nó lại còn dễ hơn, bởi vì nó chỉ cần nhú ra cái là nó tự thích nghi, nó lao vào giá thể là nó ngon. Cái gọi là nguy cơ bị thối còn ít hơn là cái thằng rễ dài này. Cái dài này có khi còn chột lâu hơn. Đây là bạch, đây là á hậu. Hồng á hậu. Đây là hồng nguyên thủy. Hồng á hậu này cũng rất là đắt nha các bạn. Cây này năm nay thì giá nó cũng bình ổn, nhưng năm ngoái năm kia là cây hồng á hậu này cũng là loại rất là đắt. Cây này là tôi đoán là chắc cũng phải tiền trăm đấy nhỉ. Vâng. Đúng không? 300 anh ạ. Đấy, nhìn khiếp khủng luôn. Đấy. Video này chắc chắn là sẽ có nhiều người chửi đây. đang với ông này, ông mấy anh em là cùng làm công ty đúng không? Không, bọn em là mỗi người một mảng anh ạ. À, mỗi người một mảng. À, một người chuyên Ford, chuyên Mazda, một người chuyên. À, nhưng mà ý là cùng công ty về phụ tùng ô tô này. Vâng. Trần Khắc Trân này là cái khu vực mà phụ tùng ô tô, các thứ. Đây bạch tuyết đây anh ạ. À, bạch tuyết. À, ui. Cho bạch tuyết nhìn đẹp đấy. Bạch tuyết này nhìn đẹp đấy. Cái này là con này thì 1 2 3 4 5 mầm nữa. 5 tức là một cái mầm dài và nó đẻ nối. 5 mầm đẻ nối. À đẻ nối 3 và cái này bên này là ki. Ki độc lập từ một cái mắt. Vâng. Mắt ngọn. Xong em mấy nữa nó dễ mà em tách ra một chậu riêng. Ừ. Đấy, các bạn thấy không, cây nó bé tí như này mà cái thằng bạch tuyết nó đẻ rất là khỏe, siêu đẻ đấy, nó đẻ kinh khủng không. Mới cây mẹ này mới được khoảng độ 10, hơn 10 sen xíu mà đẻ 3 mầm gốc luôn, cây này rất lực. Cây này mà nếu mà cách đây khoảng 2 tháng mà với cái điều kiện như này, cách đây khoảng 2 tháng tức cái thời điểm mà nó sốt giá nhất ấy, thì to tiền đấy, to tiền lắm. Bây giờ thì nó cũng giảm nhiệt một chút mà đưa lên này thể nào có bạn vào comment là bây giờ bán cho chó đấy, nhưng mà bán cho ai thì không biết, nhưng các bạn là bây giờ mà nếu mà nói như thế thôi, nhưng nếu thật sự cái người mà yêu lan mà muốn đi mua cái giống này không phải là rẻ đâu, mà cũng không dễ để mua được đâu đấy, cho nên là cứ ai chửi thì cứ chửi, còn ai chơi cứ chơi, ai kiếm tiền cứ kiếm tiền đấy,
nguyên tí là như thế. Còn bên này là cái gì ấy? Cái này là HO nhỉ? À HO. Đây cũng đang đẻ siêu đẻ ấy nhỉ. Cái này phun kích bằng cái gì ấy? Duy xanh đúng không? Xanh. Cái thằng duy xanh ấy thì phun là nó đẻ nhiều nhưng mà hơi khó dễ. Dễ nó ra bị chậm hơn so với cái này là tự khác. Nhiên cái này nó như xin không chỉ. Thằng bạch tuyết này thì nhiều khi ấy, nó siêu đẻ rồi. Thậm chí như là trong cái vườn này, trong cái sạp này, trong cái vườn này, trên sân thượng này, đang để từ góc này mà chuyển sang cái góc của cái chậu, cái thùng nhựa đỏ kia kìa. Nó thay đổi vị trí như thế thôi, có khi nó cũng thắt ngọn, có khi nó cũng đẻ nối luôn. Đúng rồi. Thằng này nó rất nhạy cảm nhưng nó đẻ cũng rất là khủng. Em để toàn để cố định đấy. Để cố định. Còn bạch tuyết này thì tôi ở nhà thôi, tôi có một cái kỳ đầu tiên tôi để ở dưới mặt sàn ấy, trong cái khay nước để cho nó mát. Nhưng xong mình nghĩ là nó cứng cáp rồi, mình đưa lên trên mặt sàn, nó chỉ cách có di chuyển khoảng 2 mét thôi, lên một cái mặt cao hơn và cao hơn chỉ có 80 cân nhưng mà nó cách cái vị trí cũ 2 mét thôi, đứng gọn luôn. Sắp tới chắc lại ra một gốc thôi, chả sao cả. Ra Phú Thọ ấy nhỉ? Phú Thọ. Đây là Phú Thọ à? Phú Thọ. Nói chung là đây Phú Thọ. Đây HO. À đây HO. À đấy đấy Phú Thọ. Phú Thọ chứ. Phú Thọ nhỉ? Phú Thọ. Kia là HO, kia Phú Thọ. Đây. Chung đây là một em còn một nửa có đang gửi ở vườn. Gửi. Vườn đúng không? Vườn này mới làm, vườn này làm được lâu chưa? Em làm được gần tháng ấy ạ. Mới được gần tháng thôi. Nhưng mà toàn giống như này, đúng là chuyển đổi bao nhiêu thùng tù ống rô vào thành cái lan rồi. Mới công tơ lơ thùng ô tô thành lan này chứ. Đấy, đấy các bạn thấy chưa? Đây là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến là khiến cho thị trường nó lan lên con sốt đây này các bạn này. Vì một ông mà đang làm phụ tùng ô tô trước đây cũng không yêu lan mấy. Đấy. Có yêu lan nhưng mà yêu lan gọi là chỉ chơi, nhưng giờ chuyển sang hạt kinh doanh. Bây giờ là xác định đây gọi là đầu tư này, đúng không? Đấy, đầu tư tổng để về hết khoảng tầm 45 giỏ. Tổng cộng là 45 giỏ. Thế thì nếu mà tổng số tiền đầu tư đến giờ này nó cũng tiền tỷ hết rồi. Tiền tỷ từ lâu rồi, chạm tiền tỷ từ lâu rồi. Kinh khủng. Bây giờ những cái vườn như của bạn Trung này ấy, nó không phải là ít đâu, thậm chí có thể nói là rất nhiều các bạn, rất nhiều. Tức là cái số lượng vườn mới rất nhiều, của người chơi mới cũng nhiều hơn và của người đầu tư lan cũng nhiều hơn. Cho nên là chính vì thế cho nên là cái số lượng key để đáp ứng cho nhiều nhà vườn như thế là gần như là nó không đủ. Kể cả bây giờ Phú Thọ với HO, mọi người có một số người cứ lên chửi bới nói rằng là không có bán, không có người mua, với lại rẻ không có người mua nó kia cái thứ, các bạn cứ nổ địa chỉ nhá. Nổ địa chỉ giá cả đang hợp lý. Đang cần 100 giỏ nữa để là chuyển sang cái vườn mới to kia, cần 100 giỏ HO. Cầm chăn giỏ HO. Từ 5 sen đến 7 sen khi giá ok nguồn chuẩn là anh em lên đường luôn. Đấy. Nên là làm vườn mới ở chỗ nào em? Một là làm đây, hai là bọn em mua nhà này. Định làm nối sang bên này. Thì nhưng mà bên kia thì là của nhà mình, cũng của nhà mình à? Tiền nhiều thì mua thôi, đúng không? Thắng ngâu. Em thắng ngâu mua lại rẻ hơn sao? Nhưng cái đây những cái vườn này bọn em toàn mua cái thời điểm mà từ tháng 5 đến tháng 6 nên mà giá nó cũng rẻ. Nên ra là cũng không sợ cái thị trường nó biến động. Tức là vườn này thì mới làm một cái dàn này, vườn này thì mới làm một tháng thôi. Vâng. Nhưng mà mua giống lan này thì cũng đến giờ này cũng phải 4-5 tháng rồi, đúng không? Thì 4-5 tháng cái thời điểm đấy là giá nó mới bắt đầu lên cao thôi chứ chưa phải là giá cao. Thế thì bây giờ mua thế thì cũng lời rồi. Chả đâu. Hồng Nguyên Thủy là em mua hồi đấy cũng rẻ đấy anh nhá. Cái cây quay cây Hồng Nguyên Thủy này nó đẹp này. Hôm trước em mua là 33 sen. Còn bây giờ lên 50 mấy sen này, là 5 sen đấy. Cây này là cũng HO đúng không? HO nhỉ. Con này là bị trung bình. Học dễ nhỉ. Mất khu hơi lâu, cái này là cái đầu tay của em ấy. Người mua nhà vườn nhưng họ cũng không biết chăm. Mua mới có 70 triệu nhỉ. 70 triệu. Mua nhà vườn mà thế là bây giờ còn đây mới có 27 chậu, còn nếu mà tính ra còn phải gửi gửi các nơi cũng còn nhiều đúng không? Nhân này, Á Hậu này. À. Hồng Minh Châu này. Đây là Hồng Yên Thủy này. Vâng. Mắt Châu của em có rồi. Mắt Châu cũng có rồi. Vâng. Mắt Châu đắt lắm à? Đắt đấy. Châu bây giờ nếu mà một ki rồi thấy 400, cũng toàn 400-500 triệu một ki. Ki lúa non 400 triệu nhỉ? Thế mà có rồi. Có rồi. Thế 500 triệu đấy thì tính ra tương đương với lợi nhuận từ bao nhiêu cái phụ tùng ô tô?
20% đây cũng thỏ đây mình. Để nối mới cho để nối. Để nối sớm nhỉ. Cây nó có lực quá nên là cho để nối khoảng 2 tháng nữa. Hai tháng nữa thì những cái này nó cũng phải lên được khoảng độ cỡ khoảng chắc bằng thêm lỡ ở bên cạnh. Ờ 50 cm rồi. Đây hải dương mắt mờ ấy ạ. Hải dương mắt mờ. Đây hải dương mắt mờ ấy hả? Hải dương mắt mờ. Đang làm kỳ. Khi này em mua ở dưới Hưng Yên, dưới Minh Thắng ở Hưng Yên. Mua lúc nó có 32 cm. Ừ. Tính cả phân giả. Bây giờ lên 50 cm rồi. Giờ thì ngon rồi. Rồi. Quan trọng được 3 kỳ kia. Mình chẳng biết là năm nay năm sau nó có bùng nổ không biết. Trời ơi, mắt mờ thì năm ngoái thì giá cao, năm nay thì cũng xuống chút. Thì nó nguyên lý của nó là như thế thôi. Không có một cây nào mà nó cứ lên vãi cả. Nhưng mà nó có những cái cây thì năm nay nó lên một vài năm xong nó lại xuống rồi xuống. Ví dụ như là người ta nói là bạch tuyết thì nó nếu mà nó có giữ được giá thì cũng chỉ 1 năm 2 năm nữa rồi sau nó lại xuống. Có cây khác nó lại lên. Kiểu nó như thế. Như năm ngoái thì hải dương mắt mờ này, năm trước nữa hải dương mắt mờ này, rồi Hà Tĩnh là tiếng cao, năm nay Hà Tĩnh thì lại bình thường kiểu như thế. Cho nên là ví dụ như nếu để chơi ấy thì nó lên nó xuống thì chả quan trọng lắm, nhưng mà nếu để kinh doanh thì phải theo được thị trường thì mới kiếm, còn nếu không theo được thị trường thì phải chấp nhận thôi. Làm kinh doanh thế mà, đúng không? Mình phải chơi nhiều mặt hàng ấy. Chơi nhiều mặt hàng. Thế thì giữa kinh doanh lan, trồng lan để kinh doanh, các bạn phải xác định đây là đúng nghĩa là vào giống lan để đầu tư chơi là phụ, mà kinh doanh là chính rồi. Đúng thế rồi, thì so với lại kinh doanh phụ tùng ô tô thì sao? Phụ tùng ô tô thì nó có một kiểu riêng. Ô tô nó là của nghề của em, của bọn em rồi. Mười mấy năm ở trong chợ rồi. Còn cái lan này thì mình cứ tranh thủ được một vài năm như thế nào thì mình cứ đam mê vừa kinh doanh thôi. Kinh doanh. Vâng, quan trọng nhất là nguồn giống tốt, cây chuẩn và mình chăm sóc được là tốt. Rồi. Còn bây giờ mình nguồn không tốt mà mình không chăm được cây là cũng thất bại hết. Rồi. Thế bọn em cũng bảo phải ưu tiên về đầu tiên là về nguồn chuẩn. Và thứ hai là cây là phải cây đẹp. Bọn em mua toàn cây đẹp. Đúng, công nhận là giống cây toàn cây đẹp về là chỉ việc lên. Giống khỏe. Giống khỏe chứ bọn em không mua cái cây ấy. Mua cây bé bọn em không mua. Kể là thì vì có tiền đầu tư lớn thì cứ đầu tư thì nó khỏe. Chứ dĩn này mua con dĩn có khi mất trừ 1 năm 100 nó. 1 năm 100 nó còn không 100 nó mới vất vả đấy. Có những cây kia là xuống từ chân thân xuống thì nó bé, còn cây toàn cây to bọn em. Rồi. Thế thì trong kinh doanh phụ tùng ô tô thì cái rủi ro nhất là cái gì? Rủi ro phụ tùng ô tô á? Ô tô của em nhiều rủi ro lắm ạ. Khách hàng lợi nhiều không giả chẳng hạn này. Là nhập hàng về là nói chung là nhiều vấn đề lắm anh ạ. Trong nghề mới biết được. Nói chung là kinh doanh cái gì cũng rủi ro anh ạ. Kinh doanh nên là đông ra bảo lan cũng là rủi ro mà giờ thời điểm nó đang rất là rủi ro. Nhưng so phụ tùng ô tô vẫn có rủi ro, nó đặt 18-10 thôi. Thế nên là em cái thời điểm nó đang khó khăn về covid là bọn em là chuyển sang một tí hướng. Gọi là để đang ảnh một tí để chích một tí phần trăm nào đấy để đẩy sang cái lan xem là cái lợi nhuận nó thế nào. Rồi gọi là đang ảnh một tí để cho không ném cùng trứng vào cùng một giỏ đấy, đúng không? Không ném được đấy. Bạch tuyết này, công nhận là cây bạch tuyết này cũng là một trong những cây đẹp. Nhỏ nhưng mà đẹp. Còn những cây phú thọ này nhìn rất lực nha các bạn, nó có tầm khoảng 20 cm thôi nhưng mà đấy đã đang để nối mầm gốc mầm nó rất là lực. Cái này nhìn cái này thôi các bạn hình dung là nếu mà nói về bộ rễ của nó là cực khỏe. Chùm hết rất là khỏe. Chùm hết. Rất là khỏe. Đấy, cây này cũng thế. Cây này nhìn rất khỏe nó mới đẻ. Bên em mua những cái giỏ lan này thực ra mà em chưa ra chậu nào ấy ạ. Thực ra là những người bán cho em là chỉ sợ lo người ta là bán sai giống cho mình thì chẳng sợ. Phải tăng nguồn uy tín. Mình không sợ. Là chơi là phải đầu tiên là phải chọn là vườn uy tín đấy. Không được phép chọn linh tinh. Giờ mà để an toàn nhất thì những cái cây đấy mà cứ chờ nó sang năm làm kỳ xong test hoa xong bán thì là yên tâm thôi, ngủ ngon thôi. Có đây có một vài cây nó cũng nở hoa hết mà. Thì cây nào mà đã nở hoa rồi thì là có thể yên tâm rồi. Cây nào chưa nở hoa thì cũng phải cẩn thận. Tại vì về mặt làm cái gì nó cũng có xác suất của nó, kể cả vườn uy tín thì nó vẫn có một cái xác suất nhất định là ví dụ như trong lúc người ta ươm ấy,
Nếu mà người ta bẻ chân thân xuống thì không nói, nhưng mà ví dụ người ta ươm kia, người ta cắt một đống đấy, mắt ra chưa đánh dấu ví dụ thế, nó có thể đấy là về mặt xác suất. Chính vì thế cho nên an toàn nhất là để nó ra hoa thì nó chậm một tí nhưng mà nó rất là chắc. Chia sẻ giống. Còn nếu mà vội thì vội là nguy hiểm. Như các bạn này thì tức là cũng có cái nguồn lực từ cái việc một cái kinh doanh sản phẩm khác. Thế còn nếu mà những người mà thời gian vừa rồi mà những người mà đi vay tiền, thậm chí đi vay lãi ngày để vào lan thì cái đấy là rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu thị trường nó biến động hay là đến cái lúc mà thời điểm phải thanh toán tiền trả lãi cho ngân hàng hay là giải lãi cho lãi ngày thì gấp rút phải bán. Mà gấp rút phải bán xong lại phải muốn sinh lời nhanh để thu hồi vốn để trả nợ thì có khi lại đi mua những cái chỗ nó rẻ thôi mà hàng nó lở. Thì cái đấy là nguy cơ lắm. Mà bây giờ mua một cái chỗ nó không chuẩn xong rồi về bị áp lực phải hồi vốn nhanh lại đi em bán cho người khác thì mà đến lúc nó sai cây thì thôi xong hẳn. Sai chuyền đấy. Sai chuyền. Xong phim. Đây là chỗ này, diện tích chỗ này được khoảng chục mét vuông nhỉ? Tổng cộng á? Hơn chục mét vuông. Hơn chục mét vuông. Nếu mà mở rộng sang bên này thì bên này được khoảng hơn chục mét vuông nữa. Thì khoảng bên kia, nguyên bên đấy hai mấy mét á? Ồ thế thì ngon. Hai mấy mét mà cộng với cái này thì thành hơn 30 mét vuông thì quá ngon. Chuyển nốt sang này. Là nốt bên này nó là đã hết giảm sang bên này chỉ là đúng rồi. Bên này nó bí hơn. Thực ra thì này hệ thống này của em làm hiện đại lắm, làm đủ ấy chứ. Tất cả hệ thống treo trên tưới trên kia rồi. Hệ thống nước máy không biết là sử dụng khi tưới nước mưa của em có hết. Đây là để hứng nước mưa nhỉ? Đây có cả hệ thống mái để hứng nước mưa đúng không? Mưa cũng được này, mưa chảy đây. Mưa chảy đây. Mưa chảy đây. Cống là chảy đây, làm hai bồn, mà bồn bên này nữa, thao hồ 400 lít thao hồ. Cũng một cách hay đây này. Tức là cống đây. Đón máng để lấy nước mưa. Hai đầu lấy nước mưa. Ồ cũng hay đấy. Chơi cái hệ thống mái hứng xong rồi lấy nước mưa thì nói thật các bạn là nước mưa ấy thì nó cũng có vấn đề là nó bị axit rồi bẩn biết cái thứ, nhưng mà nói chung nước mưa cũng vẫn là nước tốt. Nó có những cái dở nhưng nó về cơ bản vẫn tốt. Tại sao ví dụ như các bạn thấy cái vườn mà nó bị nó được ăn nước ăn mưa ấy thì nếu mà chỉ cần mưa khoảng độ 2-3 ngày thôi là cây nó nhìn nó lá nó mỡ màng nó xanh nó đẹp ngay. Đấy, chính vì thế cho nên là hứng được nước mưa mà tưới vẫn là tốt. Nhưng chỉ có điều là nếu mà ăn mưa nắng trực tiếp ấy mà nó mưa dầm mưa dề cho nó táng thẳng vào thân cây và những cái cây nó nhỏ nhỏ thì nó nguy cơ bị thối bị nọ bị kia. Chứ còn nếu mà mình dùng được nước mưa, tức là có mái che nhưng mà mình hứng được nước mưa mình tưới thì tôi tin là cũng là một cái giải pháp hay đấy. Được. Em nuôi cá dưới này anh kia này. Nuôi cá dưới hả? Cá đây hả? Cá cho đậu. Cá đây, cá này. Cá này ấy, thì thả cái bèo này thì để cho nó đỡ bị ấy này, đỡ bẩn nước. Nhưng mà nếu mà nuôi cá này nhá, mà nếu mà nó có nhiều côn trùng ấy, thì không có phun cái Fendona được. Cái Fendona là cái khử côn trùng với lại chống muỗi trong gia đình ấy. Nếu phun cái đấy mà nó rớt nước vào đây là cá nổi ngay. Em vừa 5 ngày mà em hút nước vào đấy. Nó đầy đầy lên trên này em hút rồi, sợ nó ẩm vào trong này. Cái gạch lên cho nó đỡ. Đúng rồi, chạm này là được rồi. Chạm này là nó... Có thể nếu mà nuôi thì... Có thể cái này nó ngập lên đây khoảng độ 1 cm nữa cũng được. Không sao cả, nó vút qua gạch này nó ngập lên đây khoảng 1 cm được. Không vấn đề. Đây nó ở trên tầng 5 nên là phải bể này để cho nó tăng cái lượng hơi nước lên. Rồi thì lần đầu tiên cái vườn nhỏ nhỏ xinh xinh của mấy bạn trẻ ở 125 Trần Khắc Chân. Đấy. Ở Hoàng Mai nhỉ? Đây là Hoàng Mai nhỉ? À Hai Bà Trưng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thì nếu mà mọi người muốn kết nối với các bạn thì kết nối theo cái gì? Số điện thoại nào? Số điện thoại 0922 64 tứ quý 9, tức là 9999. Vâng. 0922 64 9999, đúng không? Vâng. Rồi, đấy thì có thể lúc nãy bạn ấy có nói đấy, đang cần thêm 100 cái ki HO hay là Phú Thọ mà tầm nhỏ nhỏ nữa để mở rộng vườn. Thế nên là nếu mà các bạn nào mà nói là bán không có người mua ấy, HO ấy, nếu mà ai có HO chuẩn giống
tầm khoảng độ đấy, tầm như kỳ này, tức là nó khoảng độ 3-4-5 cm thì đấy, mà chuẩn giống và giá cả hợp lý thì liên hệ theo với bạn Trung theo cái số điện thoại vừa rồi nhé. Chứ không có bảo là bán mà không có rẻ mà không ai mua rồi cho bò ăn với lại gì gì nghe ghê quá. Thì đấy, hôm nay tìm được mối cho các bạn nhé. Tôi không bán hàng, nhưng mà hôm nay này mà tôi hiện tại tôi cũng không có tiền để mua, nhưng mà hôm nay đấy có khách đang cần 100 kg haro nhỏ nhỏ thôi, bởi vì đã mua giống 57 chân trở lại để vì mua giống, không mua chậu to. Cái tầm đấy là về trăm là vừa rồi. Nếu mà mua chậu to quá thì lại một dạng khác, vì chậu to thì ở đây cũng có rồi. Đấy, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Trung. Hồng Mỹ Nhân, Hồng Minh Châu của em còn đang đặt. À, Châu chứ là đang đặt hết rồi. Hồng Mỹ Nhân, Hồng Minh Châu với lại Mắt Châu là đặt thì hiện tại vẫn đang kỳ đang ở vườn nhà người khác đúng không? Chứ mang về. Rồi, nhưng mà thì phải mở rộng vườn ra thì mới mang về được, chứ bây giờ này cũng chật rồi. Đây mới đầu các bạn là nhỏ nhỏ thế này thôi, nhưng mà cuối cùng là về được chưa được tháng là tiếp chật. Chật ngay, có gì đâu. Chưa được tháng là chưa về hết là đến chật rồi. Rồi. Thật ra là mình cũng đam mê là cái vị muốn sở hữu đó, đang tùy theo cái sức của mình. Rồi. Dần dần nó cũng phải có đủ giống. Rồi. Hiện tại bây giờ cũng mới chỉ dám lên những Bạch Tuyết. Rồi. Rồi Á Hậu. Á Hậu, Bạch Tuyết là sau này thì khi đủ lực thì các bạn cũng phải bảo duy các tên để vào. Thì có Bạch Tuyết, có Mắt Châu là ngon rồi. Chưa có hoa chín chủi lắm, nhưng mà ngày ngày thì được ngắm cây thế thực ra thì như cái cây này thì thực ra chờ hoa chính chủ, ví dụ cây Bạch Tuyết này chờ hoa chính chủ là để cho nó ấy thôi. Chứ còn với cái đặc điểm của cái cây này thì mà lại cộng với cái việc mua từ những cái vườn uy tín thì chắc chắn là nó là giống Bạch Tuyết rồi, nó không phải là cây khác. Cây này là 100% là Bạch Tuyết rồi, chắc thì đấy. Đúng rồi. Cây này thì giống này nó rất đặc trưng. Bạch Tuyết đặc trưng. Chỉ có một số thằng như kiểu là HO ấy là nó dễ bị lấy những cái cây xanh sạch linh tinh vào nó giả. Chứ còn thằng Bạch Tuyết này thì cái thân của nó khi nó đã lớn rồi nó rất đặc trưng, mà một trong những cái đặc trưng là nó đẻ siêu phàm luôn. Siêu phàm, đặc trưng. Cái này nguồn này là nguồn Lan Va Thanh Ba Phú Thọ nhỉ? Lan Va Thanh Ba. Bán cho một đứa em ở trên Tuyên Quang. Cho này em phải mua cái vườn này cũng uy tín ở trên Tuyên Quang, là em mua trên Tuyên Quang. Mà lên là cái độ chất lượng hay là cái độ gọi là chuẩn được cây là thì 100%. 100% rồi. Rồi nhìn nó ok rồi. Rồi thế thì vườn này thì nếu mà muốn để mà gọi là ra hiệu quả kinh tế thì phải chờ ít nhất là tầm khoảng độ nửa năm nữa, tức là 6-7 tháng nữa, qua đến tháng 4, tháng 5, tháng 5 khi mà những cái cây này bắt đầu nó ra mầm gốc, xong nó đầu nó ra làm ki rồi nó ra hoa, test hoa được thì nó vẫn ok. Còn những cây, một số cây mà đã ra hoa rồi thì yên tâm rồi. Còn những cây gì mà chưa hoa thì về mặt nguyên tắc là vẫn phải test hoa. Ví dụ như HO này chẳng hạn, thì cây này thì nhiều năm ngoái đã nhiều thân này, thì không biết là năm ngoái có hoa chưa. Cái thời điểm mà em mới mua cái này mà em còn bán nó 8 triệu kỳ, cắt 3 kỳ bán cho em. Bán em ở bên xưởng ô tô ở bên đường Võ Chí Công. 3 kỳ xong rồi để cho em giờ xuống được 3 kỳ đấy, xuống được 1 kỳ này. Rồi. Hai kỳ này, ba kỳ. Ý là năm ngoái đã có hoa chưa? Từ có thân hoa này. Rồi nhỉ? Có hoa rồi gì? Đấy thế. Nếu có hoa rồi thì cứ yên tâm. Bên anh có hoa rồi, phải xuống bắt bờ có rồi. Hồng Nguyễn Thủy kia có rồi. Thế thì yên tâm rồi. Tóm lại những cái gì chưa có hoa thì theo quan điểm của tôi là cũng nên chờ ra hoa. Không vội. Nhưng mà cái gì mà đã có hoa rồi thì yên tâm thôi. Đấy. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Nếu mà các bạn mà quan tâm giao lưu liên quan đến phụ tùng ô tô hay là Lan thì các bạn có thể liên hệ với Trung. Thế còn bạn tên là gì nhỉ? Em là Thăng. Thăng. Vâng. Rồi. Có số điện thoại không? Của hay là theo cái số kia hết? Em là 0886669669. 0886669669. Một ông thì 669, còn một ông thì nguyên 9. Nguyên 9. Rồi. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Chúc mọi người luôn có sức khỏe, niềm vui và chăm được lan tốt, sưu tầm được giống lan tốt. Và quan trọng đối với hàng thân lá thì không nói, nhưng đối với hàng mặt hoa đột biến quan trọng nhất là chuẩn hoa. Cảm ơn các bạn.